Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Tân Ước Matthew đoạn 15 từ câu 21 đến câu 28. Người đàn bà Cana, Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Sảy có một người đàn bà xứ Cana từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho đường bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được chữa lành. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng với thầy ông bà chị em. Amen. Xin hội thánh cứ đứng để nghe phần đọc lời Chúa trong English. Morning Church, Happy Mother's Day to all the moms and mom to be. Please follow through with me as I read the Word of God in the book of Matthew, chapter 15, verses 21 to 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, Send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Chúng ta cứ đứng và cầu nguyện. Lạy Chúa, dẫn chúng con sáng nay chúng con đến với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu chuộc chúng con bởi dòng huyết của Ngài. Và như này chúng con sẽ lắng nghe lời Chúa, cầu xin Chúa Ngài mở tâm mở trí để chúng con hiểu lời Chúa trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị đón con. May the congregation please be seated. Tôi nhớ là trong Chủ nhật tuần trước đó thì tôi có nói rằng tôi không có quan tâm đến cái nơi mà tôi đang ở đó có trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước đầy đủ hay không. I remember I said on last Sunday that at my current accommodation, I don't have to worry about paying the electricity and water bills in full. Nhưng mà không ngờ là đến ngày thứ hai thì nơi tôi ở bị cúp điện. However, unexpectedly, on the next Monday, there was a power outage. Tôi hỏi chị Thủy là chị có trả tiền điện đầy đủ không mà sao bị cúp điện vậy? Ask Miss Thủy if she had paid the electricity in full or not. Chị Thủy thì chỉ cười thôi. She just smiled. Và tôi không hiểu là cái cười của chị Thủy là có trả đủ hay là không trả đủ. I don't know if that smile means that electricity was paid in full or not. Nhưng mà cảm ơn Chúa là nửa đêm thì tôi thấy điện có trở lại. But thank God the electricity came back around midnight. Sáng nay thì nhân ngày lễ của những người mẹ thì tôi sẽ đề cập đến một người mẹ tuyệt vời mà sứ đồ của Chúa là Matthew đã ký thuật lại. This morning, since it's Mother's Day, I'm going to mention a wonderful mother that the Apostle Matthew recorded. Vì tôi không biết người mẹ này tên gì, thành thử tôi tạm gọi là người mẹ Canaan. Since I do not know the name of the mother, I will temporarily call her the Canaanite mother. Tôi tin rằng nếu mà chúng ta hiểu chuyện này đó thì có lẽ sẽ làm cho chúng ta rất là kinh ngạc. I believe that if we do not understand what we read in this story, it will shock us greatly.
Lý do chúng ta kinh ngạc là bởi vì chúng ta không hiểu tại sao Chúa Giêsu lại đối xử với một người đàn bà đang ở trong một tình trạng tuyệt vọng như vậy. The reason we are shocked is because we don't understand why Jesus would do this to a woman when she was in a desperate situation. Ngay cả chính tôi đó, khi đọc câu chuyện này lần đầu tiên, cũng làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Even I was surprised when I first read this story. Lý do làm cho tôi ngạc nhiên là vì tôi không hiểu tại sao trong khi một người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng giống như người đàn bà Canaan này chạy đến cầu xin ơn thương xót của Chúa mà Chúa chẳng quan tâm gì. The reason it surprised me so much was because I didn't understand why was someone in such a desperate situation, such as this Canaanite woman, went to beg for the mercy of Jesus that the Lord Jesus doesn't care. Matthew ký thuật lại rằng, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Matthew writes, but Jesus did not answer a word. Thông thường đó quý vị, thì Chúa Giêsu rất là quan tâm và đối xem đến những con người cần sự quan tâm. Usually, Jesus is very caring and attentive to people who needed care. Ngay cả khi chỉ nhìn thấy đoàn dân ở từ xa, thì Chúa đã động lòng thương xót đến họ rồi. Even seeing the crowd from afar, Jesus had compassion on them. Như trong ở Matthew cái phần đoạn trước á, đoạn 14 đó, thì Matthew có ký thuật lại như thế này. Ngài ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót và chữa cho những kẻ bệnh được lành. As in Matthew chapter 14 verse 14, in the previous chapter of today's verse, it records, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ vừa thấy đoàn dân thôi thì Ngài đã động lòng thương xót đến họ và chữa lành cho họ. We see that just seeing the crowd, Jesus had compassion on them and healed them. Nhưng tại sao đối với một người đàn bà Canaan, bà có lòng chạy đến với Chúa để cầu xin ơn thương xót của Ngài mà Ngài chẳng đáp một lời nào? But why was it that for the Canaanite woman, she had the heart to run to the Lord, to ask God for mercy, but he did not answer a word. Rồi khi đọc tiếp câu chuyện này đó, thì tôi lại càng ngạc nhiên tiếp là tại sao các môn đồ của Chúa Giêsu đó thì đến cố này xin Chúa là hãy đuổi người đàn bà đó đi. Vì sự kêu la và khuấy rầy đến với họ, thế mà Chúa Giêsu chẳng trách móc gì. Mà Chúa Giêsu lại biểu hiện thái độ của Ngài dường như đồng ý với các môn đồ. Then as I continued reading this story, I was surprised again why the disciple of Jesus came and begged to the Lord to send the woman away because the crying out had disturbed them. And yet, the Lord Jesus did not rebuke the disciples, but instead, Jesus expressed the same attitude and agreed with the disciples. Chưa hết thưa quý vị. Sau khi các môn đồ đến cầu xin Chúa là đuổi người đàn bà này đi, thì tôi lại càng ngạc nhiên tiếp là tại sao Chúa Giêsu lại nói với các môn đồ rằng mục đích của Chúa đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Furthermore, after the disciples came to ask the Lord to send this Canaanite woman away, I was even more surprised as to why Jesus told the disciples that his purpose was to come only for the lost sheep of Israel. Như vậy, có phải là Chúa Giêsu không quan tâm gì đến người ngoại bang? Mà trong đó có tôi chính là người ngoại bang. So, does this mean that Jesus doesn't care about the Gentiles, including myself, a Gentile? Quý vị nhớ là tôi là người Việt Nam chứ không phải là người Do Thái nha. Không những thế đó quý vị, mà Chúa Giêsu lại còn ví sánh người đàn bà Canaan và con gái của bà giống như là con chó. Not only that, Jesus compared this Canaanite woman and her daughter to dogs. Thú thật là lần đầu tiên tôi đọc đến đây tôi không chịu nổi. Honestly, the first time I read this far, I couldn't take it anymore. Lý do tôi không chịu nổi là bởi vì tôi không hiểu và không thể chấp nhận được là làm sao có một câu chuyện khó như vậy lại được Matthew ký thuật ở trong sách Phúc Âm mang tên của ông là Matthew. The reason I couldn't take it anymore was because I couldn't understand and couldn't accept how such an unacceptable story can be reported out by Matthew in the Gospels with bearing his own name with it. Tôi thắc mắc là có phải Matthew ký thuật một cách sai lầm hay là có một sự nhầm lẫn gì chắc? I wondered if Matthew
Was misreporting or is there something else wrong? Nhưng cảm ơn Chúa là khi tôi đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện này đó, tôi mới khám phá ra rằng câu chuyện về người đàn bà Canaan quả thật là tuyệt vời. But thank God, as I read this story over and over again, I discovered that the story of the Canaanite woman was truly amazing. Không có câu chuyện nào tuyệt vời giống như câu chuyện về người mẹ Canaan mà Matthew đã ký thuật lại cho chúng ta. There's no other amazing story quite like the story of the Canaanite mother that Matthew recorded for us. Câu chuyện này trở nên tuyệt vời là dựa vào câu nói của Chúa Giêsu trong câu 28 đó. Đức Chúa Giêsu phán cùng người đàn bà Canaan rằng: Hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn, cũng một giờ đó con gái người liền được lành. The story is made amazing because it is based on what Jesus said in verse 28. Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Câu chuyện trở nên tuyệt vời là nhờ vào lời khen và sự đáp ứng của Chúa Giêsu dành cho người đàn bà Canaan này. This story became amazing because of Jesus' praise for the Canaanite mother and he answered her prayer. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian 3 năm mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất đó, Chúa Giêsu không có nhiều lời khen giống như lời khen mà Ngài đã dành cho người đàn bà Canaan. Church, during the 3 years that Jesus ministered on earth, Jesus did not give many praises quite like he has given to this Canaanite mother. Câu hỏi cho mỗi chúng ta và đặc biệt là cho các bà mẹ ở đây sáng nay. Quý vị có muốn được Chúa khen giống như Chúa khen người mẹ Canaan này không? The question for each of us, and especially for the mothers here this morning, would you like to be praised by Jesus just like he praised the Canaanite mother? Nếu muốn á, thì chúng ta thử tìm xem bí quyết nào đã khiến cho người mẹ Canaan này có được một lời khen tuyệt vời từ Chúa Giêsu như vậy. If so, then what is the secret for this Canaanite mother to get such a wonderful praise from Jesus? Sau khi dành thời gian nghiên cứu đó quý vị, thì tôi đã khám phá ra rằng cái bí quyết mà khiến cho người mẹ Canaan này có được lời khuyên tuyệt vời này đó là vì bà hoàn toàn là nhờ vào sự nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, có nghĩa là Chúa cứu thế của nhân loại. After spending some time researching, I discovered that the secret to this wonderful praise of the Canaanite mother was her acknowledgement and belief that Jesus was the Messiah, meaning Christ is the Savior. Có 3 bài học về người mẹ Canaan mà tôi muốn cùng với quý vị nghiên cứu đến sáng hôm nay. There are 3 lessons from the Canaanite mother that I would like for you to learn this morning. Thứ nhất á, là nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsi sẽ dẫn chúng ta đến đức tin rất lớn. Firstly, acknowledging and believing Jesus is the Messiah would lead us to great faith. Thứ hai, nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsi sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh. Second, acknowledging and believing Jesus is the Messiah will help us overcome all adversities. Và thứ ba đó, nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsi sẽ giữ chúng ta sống đúng với mục đích. And third, acknowledging and believing Jesus is the Messiah will keep us living for the right purpose. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu đến phần thứ nhất là nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng ta đến đức tin rất lớn. Now we will learn the first lesson that acknowledging and believing Jesus is the Messiah would lead us to great faith. Thú thật là tôi chưa từng thấy có một người nào có được đức tin lớn mà không nhận biết rõ Chúa Giêsu là ai. Honestly, I've never seen anyone who had great faith without acknowledging clearly who Jesus was. Tôi nghĩ lý do làm cho nhiều người bối rối và bất an là bởi vì họ không có đức tin. I think the reason many people are confused and insecure is because they have no faith. Mà lý do họ không có đức tin là bởi vì họ không biết rõ Chúa Giêsu là ai. And the reason they have no faith is because they didn't know who Jesus was. Quý vị biết mục đích của Matthew viết phúc âm Matthew đó là viết cho ai và với mục đích gì không? Do you know Matthew's purpose in him writing the Gospel of Matthew was for and for what purpose? Thưa quý vị, mục đích của phúc âm Matthew là viết cho người Do Thái và viết với mục đích là chứng minh cho người Do Thái biết rằng
Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia. Church, the purpose of the Gospel of Matthew was written to the Jews and to prove to the Jews that Jesus was the Messiah. Đây là lý do tại sao câu chuyện về người đàn bà Canaan dường như khó được chấp nhận, nhưng Matthew lại ghi vào trong phúc âm Matthew. This is the reason why the story of the Canaanite woman seems so difficult to accept, but Matthew records it in the gospel that bears his name. Qua câu chuyện này đó, Matthew muốn nói với người Do Thái rằng các ngươi là người Israel, là dòng dõi của Đấng Messi. Nhưng khi Chúa Giêsu là Đấng Messi đến thì các ngươi lại không nhận ra Ngài. Through this story, Matthew wants to tell the Jews, you are Israelites, descendants of the Messiah. However, when Jesus the Messiah comes, you will not recognize him. Nhưng mà đối với một người đàn bà Canaan ngoại bang, bà không thuộc về dòng dõi của Đấng Messi, nhưng bà lại nhận ra được rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Messi. As for the Gentile Canaanite woman who was not of the descendants of the Messiah, but recognized that Jesus was the Messiah. Thật là xấu hổ cho các ngươi, là bởi vì các ngươi không nhận ra Đấng Messi, trong khi các ngươi là tiễn dân của Ngài. Shame on you, who are supposedly called Messiah's chosen people. Matthew kỹ thuật trong câu 21 và câu 22 như sau. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Xảy có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khúc cực lắm. Matthew records in verse 21, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Thưa quý vị, từ ngữ kêu lên mà Matthew kỹ thuật ở đây có nghĩa là kêu rất là lớn tiếng, đến nỗi mọi người đều có thể nghe được. The word crying out as recorded by Matthew here means to cry out so loudly that anyone around can hear it. Bằng chứng là các môn đồ của Chúa Giêsu rất là bực bội khi nghe tiếng kêu van của người đàn bà Canaan này từ ở phía xa. This is evident by Jesus' disciples were greatly annoyed by this Canaanite woman's cry from afar. Người đàn bà Canaan này kêu van điều gì? What is this woman crying out for? Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon possessed and suffering terribly. Tôi nghĩ lý do mà Matthew chú ý đến câu chuyện của người đàn bà Canaan này là bởi vì bà gọi đến danh xưng của Chúa Giêsu là con cháu vua David. I think the reason Matthew was interested in the story of the Canaanite woman was because she referred to Jesus by the name of Son of David. Thưa quý vị, danh xưng con cháu vua David không phải là một danh xưng bình thường, mà đây là danh xưng của Đấng Messi. Dear church, the title Son of David is not an ordinary title, but a title used to denote the Messiah. Câu hỏi đó là làm sao một người đàn bà ngoại bang thuộc xứ Canaan lại có thể biết và nhận ra Chúa Giêsu có danh xưng này. The question is, how could a Gentile Canaanite woman know and recognize Jesus by this name? Tôi không biết là tại sao bà biết được danh xưng này, nhưng mà Chúa Giêsu thì biết rõ. I don't know how she knew this name, but Jesus clearly did. Tôi nghĩ khi Chúa Giêsu nghe người đàn bà này kêu lên rằng Lạy Chúa, là con cháu vua David, thì ngay lập tức Chúa Giêsu nhìn thấy được đức tin rất lớn của người đàn bà này. I think when Jesus heard this Canaanite woman cry out, Lord, son of David, Jesus immediately saw her great faith. Ngay khi nghe được tiếng kêu của người đàn bà Canaan là Lạy Chúa, là con cháu vua David, thì Chúa Giêsu nhận ra rằng người đàn bà Canaan này đã thật sự biết và tin rằng Ngài chính là Đấng Messi. As soon as he heard the Canaanite woman's cry, Lord, son of David, Jesus realized that this Canaanite woman truly acknowledged and believed that he is the Messiah. Có lẽ đến cuối câu chuyện đó thì chúng ta mới nhìn ra được
đức tin rất lớn của người đàn bà này bởi cái câu phán của Chúa Giêsu. Perhaps it is not until the end of the story that we can see the great faith of this woman by the words of Jesus. Nhưng thưa quý vị, nhưng đối với Chúa Giêsu đó thì Ngài đã nhìn thấy ngay khi bà mở miệng gọi Ngài là con cháu của David. Church, but as for Jesus, he saw it as soon as she opened her mouth to call him son of David. Tôi nghĩ đây là mục đích tại sao Chúa Giêsu đã ứng xử với người đàn bà Canaan này theo cách mà nếu chúng ta không hiểu đó thì chúng ta không thể nào có thể chấp nhận được. I think this is the reason why Jesus treated this Canaanite woman in such a way that if we don't understand, it is hard for us to accept. Thưa quý vị, mục đích mà Chúa Giêsu ứng xử với người đàn bà này như vậy đó là Chúa Giêsu muốn cho bà một cơ hội để bộc lộ ra đức tin rất lớn của bà. Church, the purpose of Jesus' interaction with this woman was to give her an opportunity to demonstrate her great faith. Dĩ nhiên, mục đích là không phải để cho Chúa Giêsu nhìn thấy. Of course, the purpose was not for Jesus to see. Mà mục đích đó là để cho các môn đồ của Ngài và cả đồ dân xung quanh Ngài nhìn thấy để họ có thể học hỏi từ đức tin rất lớn của người đàn bà. But for his disciples and the whole crowd around him to see her great faith so that they could learn from it. Thưa quý vị, đức tin lớn đó không đến từ việc suy nghĩ một cách tích cực giống như nhiều người lầm tưởng ngày hôm nay. Church, great faith does not come from positive thinking as some people mistakenly believe today. Mà đến từ nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah. But from acknowledging and believing that God is the Messiah. Nhiều người lầm tưởng rằng nếu tôi suy nghĩ một cách tích cực thì tôi sẽ có một đức tin lớn. Many people mistakenly believe that if you always think positively, you will have great faith. Thánh Kinh không bao giờ dạy như vậy, mà Thánh Kinh dạy rằng để có được đức tin lớn không phải nhờ vào việc suy nghĩ tích cực mà nhờ vào việc suy nghĩ đúng. The Bible teaches us that great faith does not come from thinking positively, but through thinking right. Mà việc suy nghĩ đúng mà Thánh Kinh dạy ở đây đó quý vị, chính là nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah, là Chúa cứu thế của nhân loại. The right thinking that the Bible teaches here is acknowledging and believing that Jesus is the Messiah, the Savior of humankind. Bằng chứng đó, chúng ta thấy là người mẹ Canaan này có được đức tin lớn không phải nhờ vào việc suy nghĩ tích cực mà nhờ vào việc suy nghĩ đúng. The proof is that the Canaanite mother had great faith not by thinking positively but by thinking right. Nếu quả thật đức tin lớn của người đàn bà này do vào việc suy nghĩ tích cực á thì bà đã ngồi ở nhà để suy nghĩ tích cực rồi. If indeed her great faith was based on positive thinking, she would have just sat at home thinking positively. Chứ bà không có chạy đến với Chúa Giêsu để làm gì? Để cầu xin ơn thương xót của Ngài cho con gái của bà. Instead of running to Jesus to ask for his mercy for her child. Thưa quý vị, chỉ có nhận biết đúng và tin đúng rằng Chúa Giêsu là Đấng Messi thì mới dẫn chúng ta đến đức tin lớn giống như người mẹ Canaan này. Church, only the right acknowledgement and right belief that Jesus is the Messiah can lead us to great faith like this Canaanite mother. Còn nếu chưa đó thì đừng có nói là chúng ta có đức tin lớn. Tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng có đức tin gì cả. And if not, don't say we don't have great faith. I believe that we don't have faith at all. Tôi tin rằng đây chính là bài học thứ nhất mà chúng ta cần học được từ người mẹ Canaan. This is the very first lesson we all can learn from the Canaanite mother. Nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah, là Chúa cứu thế của nhân loại sẽ dẫn chúng ta đến một đức tin lớn. That acknowledging and believing Jesus is the Messiah, the Savior of humankind, will lead us to great faith. Bài học thứ hai mà chúng ta có thể học được từ người mẹ Canaan á là nếu chúng ta nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah thì sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh. The second lesson we can learn from the Canaanite mother is that if we acknowledge and believe that Jesus is the Messiah, he will help us overcome all adversities in this life.
Quý vị thử nghĩ điều gì giúp cho người mẹ Canaan có được nghị lực để có thể vượt qua mọi nghịch cảnh mà tưởng chừng như không thể nào có thể vượt qua được? Church, what do you think gave the Canaanite mother the strength to overcome all the seemingly non-conquerable adversities? Tôi tin rằng điều duy nhất để giúp cho người mẹ Canaan này vượt qua mọi nghịch cảnh là cũng nhờ vào việc bà nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messi. I believe that the only thing that could help this Canaanite mother overcome all adversities was her acknowledgement and belief that Jesus is the Messiah. Tôi tin rằng một khi chúng ta nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Messi là cứu Chúa của cuộc đời chúng ta thì không có nghịch cảnh nào có thể đánh bại chúng ta. I believe that once we acknowledge and believe that Jesus is the Messiah, the savior of our lives, no adversity can defeat us. Kể cả dù khi chúng ta cầu xin Chúa ở trong nghịch cảnh mà vẫn không nghe được tiếng đáp lời của Ngài. Even though when we pray to God in adversity and we still don't hear his answer. Tôi mời quý vị nghe xem lại câu 22 và câu 23 ghi như thế này. Có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần mà nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho người đàn bà này về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Let's look back at verses 22 to 23. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, Send her away, for she keeps crying out after us. Tôi nghĩ nếu một người mà chưa nhận ra và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messi đó, thì người đó không thể nào có thể vượt qua hoàn cảnh mà giống như người mẹ Canaan này đã đối diện. I think if a person has not recognized, acknowledged and believed that Jesus is the Messiah, it is impossible for them to overcome a situation that this Canaanite mother faced. Chúng ta thấy một mặt á, thì bà chạy đến cầu xin ơn thương xót của Chúa, nhưng Chúa chẳng đáp một lời. On one side, she ran to beg Jesus for mercy, but he didn't answer a word. Một mặt khác á, thì bị các môn đồ của Chúa hắt hủi và tìm cách đuổi đi. On the other side, being rejected by Jesus' disciples and trying to drive her away. Thử hỏi là làm sao một người có thể tiếp tục kiên trì cầu xin Chúa Giêsu khi phải đương đầu với một hoàn cảnh như vậy? In that case, how can one continue to persistently pray to Jesus when faced with such a situation? Tôi nghĩ đối với một người bình thường đó, thì không thể nào có thể tiếp tục kiên trì cầu xin Chúa giống như người mẹ Canaan này. I don't think it would be possible for a normal person to continue to pray to God as persistently as this Canaanite mother. Nhưng đặc biệt là người đàn bà Canaan này không phải là một người bình thường, mà bà là một người phi thường. However, this Canaanite woman was not an ordinary person. She was an extraordinary one. Lý do người mẹ Canaan trở thành một người mẹ phi thường là bởi vì bà đã nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messi, là cứu Chúa cuộc đời của bà. The reason this Canaanite mother became such an extraordinary woman was because she acknowledged and believed that Jesus was the Messiah, the savior of her life. Điều này cho thấy đó quý vị. Một khi chúng ta nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messi, là cứu Chúa của cuộc đời chúng ta, thì không có hoàn cảnh nào mà chúng ta không thể vượt qua. This shows us that once we acknowledge and believe that Jesus is the Messiah, the savior of our lives, there is no situation that we cannot overcome. Cho dù chúng ta cầu xin Chúa ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng mà Ngài không đáp lời, cũng không thể làm cho đức tin chúng ta rung động. Even if we pray to God in a desperate situation and he doesn't answer, it doesn't shake our faith. Lý do là bởi vì chúng ta biết chắc rằng Chúa của chúng ta có lý do tại sao Ngài chưa đáp lời cầu xin của chúng ta. The reason is because we know and are convinced that our God has a reason to not answer. Và hơn thế nữa, cho dù chúng ta có đến với một hội thánh mà gặp những con người rất là cà chua,
giống như môn đồ của Chúa Giêsu đối xử với người đàn bà Cana này cũng không làm cho đức tin chúng ta bị rung động. Furthermore, and even going to church to meet very sour people, such as the disciples of Jesus to the Canaanite woman, our faith cannot be shaken. Bởi vì một khi chúng ta nhận biết và tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, là cứu Chúa của cuộc đời chúng ta, quý vị, thì không có gì có thể làm cho đức tin chúng ta bị rung động. Because once we come to acknowledge and believe that Jesus is our Messiah, our Redeemer, nothing can shake our faith. Bởi vì đức tin của chúng ta không dựa trên hoàn cảnh mà chúng ta đối diện, mà dựa trên Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc cuộc đời của chúng ta. Because our faith is not based on circumstances, but on Jesus as our Redeemer. Lời Kinh Thánh ở trong Hebrew đó ghi rằng Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. The Bible says in the book of Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Nếu quả thật đức tin của chúng ta dựa trên Chúa Giêsu là Đấng không hề thay đổi, thì có lý do gì khiến đức tin của chúng ta bị rung động? If it is true that our faith rests on Jesus never changing, then what reasons are there for our faith to be shaken? Tôi nghĩ lý do đức tin của chúng ta bị rung động là bởi vì đức tin của chúng ta đặt ở trên chỗ không có đúng. I think the reason our faith is shaken is because our faith is not in the right place. Chúng ta thấy người mẹ Cana này đó đến cầu xin Chúa Giêsu trong lúc con gái của bà bị quỷ ám khốn cực lắm, mà Chúa Giêsu chẳng đáp một lời nào. We see the Canaanite mother in great distress come to Jesus to pray while her daughter was possessed by a demon, but Jesus did not answer a word. Không những thế mà bà còn bị các môn đồ của Chúa Giêsu hắt hủi và tìm cách đuổi bà đi. Not only that, but she was also rejected by Jesus' disciples who tried to drive her away. Thế mà đức tin của bà đối với Chúa Giêsu vẫn không bị rung chuyển. Yet her faith in Jesus remained unshaken. Nếu đức tin của bà, người đàn bà Cana này bị rung chuyển đó, thì bà đã thối lui và bỏ cuộc từ lâu rồi. If her faith was indeed shaken, she would have backed down and given up. Câu hỏi là điều gì đã làm cho người mẹ Cana này có đủ nghị lực để vượt qua một nghịch cảnh lớn như vậy? The question is, what gave this Canaanite mother the strength to overcome such a great adversity? Tôi tin rằng điều mà giúp cho người mẹ Cana này vượt qua một nghịch cảnh lớn như vậy là bởi vì bà đã nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, là cứu Chúa cuộc đời của bà và con gái của bà. I believe that what helped the Canaanite mother overcome such a great adversity was because she acknowledged and believed that Jesus is the Messiah, the savior of her life for her and her daughter. Thưa quý vị, nếu một người nào đó có được đức tin cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu Christ, thì người đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng trong bước đường theo Chúa. Dear church, if anyone has a saving faith in Jesus Christ, they would never give up halfway in their walk with the Lord. Tôi tin rằng cho dù người đó có phải đối diện với cả sự chết, thì người đó cũng sẽ tiếp tục tin cậy vào Chúa Giêsu và chỉ tin cậy một mình Ngài mà thôi. I believe that even if that person faces death, they will continue to trust in Jesus and trust in Jesus alone. Quý vị biết là Job là một người mà ở trong hoàn cảnh thử thách rất là lớn. Mà Job đã nói gì ở trong Job đoạn 13 câu 15 không? Job, as we know, has faced great adversity. But it says in Job chapter 13, verse 15. Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Though him slay me, yet I will hope in him. Tại sao dẫu Chúa có giết Job mà Job vẫn còn tiếp tục nhờ cậy vào Đức Chúa Trời? Why did Job continue to rely on God despite him knowing God might kill him? Là bởi vì Job biết rằng ngoài Đức Chúa Trời thì không còn ai khác đáng để cho Job phải tin cậy. It was because Job knew full well that besides God, there was no one else to whom Job could trust. Job tin rằng dẫu Đức Chúa Trời có lý do để giết Job, thì đến cuối cùng Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho ông sống lại.
don't believe that even though God had a reason to kill him, God would eventually bring him back to life. Bởi vì Job nhận biết và tin rằng Ngài chính là đấng cứu chuộc cuộc đời của ông. Because Job acknowledged and believed that God is his redeemer. Đây là lý do mà đến đoạn 19 đó các vị, thì của sách Job á, thì Job khẳng định rằng còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức là thịt này, đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. This is the reason why up to chapter 19 in the book of Job, Job affirms, I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Thưa quý vị, một khi chúng ta nhận biết và tin rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc cuộc đời của chúng ta, thì không có gì có thể làm cho chúng ta rúng động mà phải bỏ cuộc nữa chứ. I believe that once we come to acknowledge and believe that God is the Redeemer of our lives, nothing can make us so shaken that we have to give up halfway. Giống như người mẹ Canaan đó. Like the Canaanite mother. Tại sao đức tin của bà không bị rúng động cho dù Chúa Giêsu chẳng đáp một lời nào với bà? Why was her faith not shaken, even though Jesus did not answer her a word? Tại sao bà không bỏ cuộc nửa chừng cho dù bị hắt hủi bởi các môn đồ của Chúa Giêsu? Why didn't she give up halfway, despite being rejected by these Jesus's disciples? Là bởi vì bà đã biết rõ Chúa Giêsu là Đấng Messi và đã chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của bà. It was because she had come to know clearly Jesus is the Messiah and accepted Jesus as the savior of her life. Bài học thứ ba mà chúng ta có thể học được từ người mẹ Canaan này đó là nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Messi sẽ giữ cho chúng ta sống đúng với mục đích. The third lesson we can learn from the Canaanite mother is that acknowledging and believing in Jesus as the Messiah will keep us living for the right purpose. Và việc sống đúng với mục đích này đó có thể dẫn đến sự chữa lành cho chính chúng ta và con cái của chúng ta. And in doing so can lead to healing for us and our children. Tôi tin rằng người mẹ Canaan này là một người mẹ luôn sống đúng với mục đích. I believe the Canaanite woman is a mother living purposefully. Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy? Why can I make such an assertion? Là bởi vì từ khi bắt đầu câu chuyện đó quý vị, cho đến khi chấm dứt câu chuyện, tôi không hề thấy bà rời khỏi mục đích sống của bà. Because from the beginning of the story to the end, I never saw her move away from her purpose in life. Bà chạy đến với Chúa Giêsu chỉ có một mục đích mà thôi, là cầu xin sự chữa lành cho con gái của bà. She ran to Jesus with the sole purpose of asking for the healing of her daughter. Và bà không rời khỏi mục đích này cho đến khi con gái của bà được Chúa chữa lành. And she did not leave this purpose until her daughter was healed by the Lord. Câu hỏi của tôi cho quý vị và chính cuộc đời của tôi sáng nay đó. Mục đích sống của chúng ta ngày hôm nay là gì? My question for you today this morning. What is the purpose of your life today? Mục đích sống của chúng ta là sống để tranh giành địa vị, tranh giành quyền lợi, hay là sống vì những người trong gia đình và những người xung quanh chúng ta cần được sự chữa lành từ Chúa? Is your purpose in life is to living to compete for status, to compete for privileges, or is it to live for our family and those around us to receive healing from God? Tôi tội nghiệp cho một số người ngày hôm nay không biết mục đích sống của mình là cái gì. I feel sorry for some people today who don't know what the life purpose is. Họ không nhìn thấy được những người trong chính gia đình của họ và những người xung quanh họ đang đi vào chỗ hư mất. They fail to see the people in their own families and those around them being lost. Thay vì dùng cuộc đời Chúa ban cho để sống vì những người hư mất, thì họ lại dành cuộc đời Chúa ban cho để tranh giành địa vị và tranh giành quyền lợi cá nhân. Instead of using the life God gave them to live for the lost, they use the life God gave them to compete for status and personal gain. Câu hỏi của tôi đó là tại sao họ lại có thể sống một đời sống vô ích như vậy? My question is,
How can they live such a useless life? Tôi nghĩ có lẽ một lý do mà thôi, là bởi vì họ chưa nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, là cứu Chúa của cuộc đời họ. I think there's only one reason, and it's because they haven't really come to acknowledge and accept Jesus as the Messiah, the Savior of their lives. Bởi vì nếu đã nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa cuộc đời của họ đó, thì họ không thể nào lại còn sống một đời sống vô ích như vậy. Because if they had come to acknowledge and accept Jesus as the Savior of their lives, it would be impossible for them to have such a useless life. Trở lại với người mẹ Cana, mục đích sống của bà là gì? Back to the Canaanite mother. What is her life purpose? Tôi tin rằng mục đích sống của người mẹ Canaan chính là vì đứa con của bà đang bị quỷ ám rất là khổ. I believe her purpose in life is because her daughter is suffering from a demonic possession. Đây là lý do mà khi bà chạy đến với Chúa để cầu xin ơn thương xót, dầu Chúa chẳng đáp một lời, nhưng bà không bao giờ bỏ cuộc. This is the reason that when she ran to God to ask for mercy, even though God did not answer a word, she did not give up. Đây là lý do cho dù bị các môn đồ của Chúa Giêsu hắt hủi và tìm cách đuổi bà đi, nhưng bà vẫn kiên trì cho đến cuối cùng. This is the reason why even though she was rejected by Jesus' disciples and tried to drive her away, she persisted to the end. Hơn thế nữa đó quý vị. Khi nghe Chúa Giêsu nói với bà một câu rất là khó chịu, nhưng bà cũng vẫn không từ bỏ mục đích sống của bà. Moreover, when she heard Jesus say something seemingly very uncomfortable to her, she still did not give up on her purpose in life. Chúa Giêsu nói gì với bà khi bà chạy đến xin Chúa chữa lành cho con gái của bà? What did Jesus say to her when she ran to ask God to heal her daughter? Chúng ta xem câu 26. Ngài đáp rằng, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Let's look at verse 26. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Như tôi đã nói đó, lần đầu tiên đọc qua câu chuyện này, vì chưa hiểu đó, nên tôi thấy rất là khó chịu và khó có thể chấp nhận được. Like I said before, the first time I read the story, I found it very uncomfortable and difficult to accept because I didn't understand it. Nhưng mà một điều tuyệt vời từ người mẹ Canaan này đó, là bà không cảm thấy khó chịu gì hết. The amazing thing about this Canaanite mother is that she didn't feel uncomfortable at all. Mà ngược lại đó, bà còn chấp nhận giống như những gì Chúa Giêsu đã nói với bà. On the contrary, she accepted whatever Jesus told her. Bà nói gì? What did she say? Mời quý vị xem tiếp câu 27. Người đàn bà lại thưa rằng, lạy Chúa, thật như vậy, có nghĩa là giống như những gì Chúa nói. Let's continue reading verse 27. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Bà nói rằng, lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn ở trên bàn chủ nó rớt xuống. Yeah, she even said, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Câu hỏi đó là điều gì đã làm cho người mẹ Canaan này không cảm thấy khó chịu và dễ dàng chấp nhận như những gì Chúa Giêsu đã nói với bà? The question is, what made the Canaanite mother not feel uncomfortable and easily accept what the Lord has told her? Tôi nghĩ là bởi vì bà biết rõ mục đích sống của bà là gì. I think it's because she knows clearly what her life purpose is. Bà biết rõ mục đích sống của bà chính là để cho con gái của bà nhận được sự chữa lành từ Chúa. She knew well that the purpose of her life was for her daughter to receive healing. Tôi tin rằng một khi chúng ta biết được mục đích sống thì không có gì có thể làm ngăn cản mục đích. I believe that once we know the purpose of our life, nothing can stop us living our life purpose. Tôi tin rằng một khi biết rõ được mục đích sống của chính mình thì cho dù bị người ta xem mình như là con chó cũng chẳng có vấn đề gì. I believe that once you know your own life purpose, it doesn't matter if people see you as a dog. Vấn đề là chúng ta có tiếp tục sống với mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống hay là không. Điều đó mới thật sự là quan trọng. The question is,
whether we continue to live with the purpose that God wants us to live or not, that's what really matters. Nghe đến đây quý vị đừng có hiểu lầm là Chúa Giêsu xem người đàn bà này và con gái của bà như là con chó. However, church, do not misunderstand that Jesus viewed this woman and her daughter as dogs. Tôi không có nhiều thời gian để giải thích điều này sáng nay. Là tại sao Chúa Giêsu lại biết sẵn như vậy? I don't have much time to explain this morning why Jesus made a comparison like that. Sáng nay, tôi muốn quý vị chỉ cần biết một điều. Là nếu Chúa Giêsu xem người đàn bà này và con gái của bà như là con chó, thì Ngài đã không chữa lành cho con gái của bà và có một lời khen tuyệt vời cho bà. This morning, we just need to know that if Jesus treated this woman and her daughter like dogs, he would not have healed her daughter and said such great praise for her. Chúa Giêsu phán gì với bà? Câu 28. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn, cũng một giờ đó con gái người liền được lành. What did Jesus say to her? In verse 28. Woman. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Tôi không nghĩ có lời khen tuyệt vời nào bằng lời khen của Chúa Giêsu cho người mẹ Canaan này. I think there's no greater praise than that of Jesus for this woman. Và tôi cũng không thấy có kết cục nào tuyệt vời bằng kết cục trong câu chuyện về người đàn bà Canaan mà Matthew đã ký thuật lại cho chúng ta. And there's no better ending than in the story of the Canaanite woman that Matthew recorded. Tôi không biết điều quý vị quan tâm ngày hôm nay là gì. Nhưng mà đối với tôi đó, điều tôi quan tâm không phải là người ta sẽ nói gì về tôi, mà Chúa sẽ phán gì với tôi trong ngày cuối cùng. I don't know what's important for you today, but for me, what I care about is not what people will say about me, but what Jesus will say to me on the last day. Đến ngày cuối cùng, Chúa Giêsu phán gì với chúng ta mới thật sự là quan trọng. Còn bây giờ, người ta có nói gì với chúng ta cũng chẳng quan trọng. On the last day, what Jesus says to us are what matters. And but right now, today, what people say to us, it does not matter. Thưa quý vị, đến ngày cuối cùng, chúng ta muốn Chúa phán với chúng ta điều gì? Dear church, at the end of the day, what would we want God say to us? Chúng ta có muốn được Chúa khen giống như là Chúa khen người mẹ Canaan này không? Do we want to be praised by God just as Jesus praised the Canaanite mother? Chúng ta có muốn kết quả được sự chữa lành từ Chúa cho chúng ta và con gái chúng ta giống như là Chúa đã chữa lành cho người mẹ Canaan và con gái của bà không? Do we want God's healing for us and for our children just as God healed the Canaanite mother and her daughter? Sự chữa lành mà Matthew đề cập ở đây đó không nhất thiết là sự chữa lành về thể xác, nhưng là sự chữa lành về tâm linh. The healing that Matthew mentions in this story is not necessarily physical healing, but spiritual healing. Kinh Thánh cho chúng ta biết bệnh về thể xác không phải là nan đề lớn, mà bệnh về tâm linh mới chính là nan đề lớn nhất. The Bible tells us that physical illness is not the biggest problem, but spiritual illness is the biggest problem. Bệnh về thể xác có thể dẫn chúng ta, đưa chúng ta đến sự chết tạm thời trong đời này. Physical illness might lead us to temporary death in this life. Nhưng mà bệnh về tâm linh đó, không những đưa chúng ta đến sự chết tạm thời trong đời này, mà còn đưa chúng ta đến sự chết đời đời trong ngày phán xét cuối cùng. But spiritual illness will not only lead us to temporary death in this life, but will also lead us to eternal death on judgment day. Thưa quý vị, đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu là Đấng Messi đã đến trong thế gian này. Church, this is precisely why Jesus the Messiah came to this earth. Mục đích Đấng Messi đến không phải là để giải cứu chúng ta ra những cơn bệnh về thể xác, mà mục đích Ngài đến là để giải cứu chúng ta ra khỏi cơn bệnh về tâm linh. The purpose of the Messiah's coming was not to deliver us from our physical illnesses, but the purpose of the Messiah's coming was to deliver us from our spiritual illnesses. Bằng chứng là qua đức tin của người mẹ Canaan đó, không những đem lại sự chữa lành cho con gái của bà, mà còn đem sự chữa lành cho chính bà. The proof is that the Canaanite
mother's faith brought healing not only to her daughter, but also to her own healing. Tôi hy vọng rằng bài học về người mẹ Canaan sáng nay đó không những đem lại những bài học quý giá cho những người mẹ mà còn cho tất cả mỗi một người trong chúng ta sáng nay. I hope today's lesson of the Canaanite mother applies not only for the mothers, but for every single one of us here in this morning. Xin mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa. May the congregation please be upstanding before the Lord. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã yêu chúng con và Ngài đã đến để cứu chúng con. Trong khi Ngài bị sỉ nhục, trong khi Ngài bị người ta hiểu lầm, nhưng mà Ngài vẫn đến để chết cho chúng con. Bởi vì Ngài biết rõ mục đích Ngài đến để làm gì. Xin Chúa Ngài cho tất cả mọi chúng con ở đây, nếu ai trong chúng con chưa thật sự nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc cuộc đời chúng con, xin Chúa Ngài cho chúng con có thể làm buổi sáng hôm nay. Cho chúng con chạy đến với Chúa và có thể nói như người đàn bà này: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Chúa, xin Chúa Ngài thương xót hội thánh của Chúa ở đây, thương xót những người mẹ, cho những người mẹ có một đức tin giống như người đàn bà Canaan này, để đem lại sự chữa lành không những cho chính những người mẹ mà cho chính những người con ở trong gia đình. Con cảm tạ Chúa thật nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng. May the congregation please be seated.